Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Thức dậy sớm là điều không dễ dàng, vì vậy hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Thảo Yên Hoàng Trung Thịnh trở lại với quý khán thính giả và cảm ơn quý vị đã chọn Lê Đội Sài Gòn TV theo dõi các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay liên quan đến việc mà ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia, phải từ chức về cái vụ mà dò dỉ tin bí mật quốc gia Classified Information đã khiến cho báo chí bên ngoài tìm hiểu là trong quá khứ ông Flynn đã từng gọi điện thoại nói chuyện với đại sứ Nga liên quan đến lệnh cấm vận dưới thời Obama và luật của Hoa Kỳ ngăn cấm bất cứ một thường dân nào. Lúc đó ông Michael Flynn chưa phải là cố vấn an ninh quốc gia chính thức và lúc đó là ông Trump cũng chưa có nhậm chức tổng thống nữa, nhưng đã có một cái cuộc liên lạc qua lại thì điều đó cấm. Và ông Trump đã chỉ trích các cơ quan tình báo đã dò dỉ và ông hứa hẹn đó là sẽ dọn dẹp sạch sẽ bằng cách thuê mướn một người bạn thân của ông từng là cố vấn về kinh tế, đó là ông Feinberg. Ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin về ông Feinberg này. Việc mướn một người bên ngoài để thanh tra các hoạt động của các cơ quan tình báo, đó cũng là một cái hành động đã khiến ngày hôm nay giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ, tình báo trung ương đó, CIA, có hai cơ quan tình báo lớn, cơ quan tình báo quốc gia là trông coi luôn cả cơ quan tình báo CIA nữa, và người được đề cử và phải được thông qua đó là ông Mike Pompeo. Thì chính ông Pompeo đã phản bác và ông nói rằng chúng tôi không hề giấu giếm bất cứ những cái tin tức nào đối với tổng thống cả. Ông nói the CIA không và sẽ không và cũng như chưa bao giờ mà tìm cách giấu giếm những cái tin tức về tình báo đối với tổng thống, period, chấm hết. Và chúng tôi cũng không hề biết được có cái chuyện này nó xảy ra trong quá khứ. We are not aware of any instant when that has occurred. Và trong một cái statement thông cáo đưa ra, Pompeo đã tìm cách là dẹp bỏ những cái báo cáo nói rằng cơ quan tình báo của ông và Tổng thống Trump in conflict, gặp nhiều mâu thuẫn, thưa quý vị. Và điều này thực ra đó là ông Trump cũng đã từng tuyên bố tất cả những cái vụ mà dò dỉ đó sẽ dẫn đến việc mà trừng trị thích đáng. Tổng thống Trump theo bản tin ghi nhận đó là đã đưa ra cái lời đe dọa criminal prosecution, đưa ra những cái xử tội mà hình sự về những cái flood of leaks, những cái tin tức mà bị dò dỉ ra phía bên ngoài đã khiến tạo ra nhiều khó khăn. Và đó là lý do mà trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Trump đã liên tục chỉ trích media, chỉ trích những cái cơ quan, bất cứ cơ quan truyền thông Mỹ nào đã loan tin, mà ông nói rằng hoạt động của guồng máy của tòa óc đang làm việc rất là tốt đẹp, rất là fine-tuned machine, rất là tốt. Vậy mà báo cáo của các cơ quan truyền thông toàn là những tin xấu không thôi. Và điều đó đã khiến cho ông phẫn nộ, thưa quý vị. Dẫn đến việc là các cơ quan CNN, tổ chức như là ABC, NBC đều đã bị nằm trong các việc mà chỉ trích của ông Trump. Và liệu rằng cái mâu thuẫn giữa các giới truyền thông và tòa bạch ốc sẽ như thế nào đi? Ngày hôm nay ông Trump tuyên bố là đang tìm kiếm một người giữ chức vụ, thưa quý vị, là trông coi vấn đề truyền thông từ tòa bạch ốc với bên ngoài. Hiện nay thì chưa có cái nhân vật đó. Trước đây đó có một người gọi là tiến sĩ đó, là bà đã rút lui ra khỏi cái đề cử bởi vì nguồn tin của báo chí cũng cho thấy trong quá khứ bà đã đạo văn. Thì cái ghế mà giám đốc
liên lạc thông tin của Tòa Bạch Ốc đó cho đến bây giờ vẫn bỏ trống, thì bây giờ ông Trump phải tìm kiếm một cái người đó để bảo đảm rằng là cái liên lạc giữa Tòa Bạch Ốc với giới truyền thông bên ngoài nó liên lạc, nó không có để bị những cái misunderstanding, những cái hiểu lầm gây ra trong suốt gần 30 ngày qua, thưa quý vị. À, vâng thưa quý vị, và quay trở lại với tình hình của thế giới thì vào sáng ngày hôm nay, công chúa của Tây Ban Nha, công chúa Cristina vừa được xử trắng án trong cái vụ gian lận thuế cùng với chồng của bà trong suốt hơn một năm qua, là cái vụ bê bối thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông cũng như là công chúng của Tây Ban Nha. Tuy là công chúa Cristina được xử trắng án, thế nhưng chồng của bà là ông Iñaki Urdangarin, 49 tuổi thì lại bị kết án 3 năm 6 tháng tù bởi một tòa án tại Majorca. Ông này từng bị cáo buộc là gian lận thuế cũng như là xin lỗi quý vị. Cũng như là ông đã sử dụng những cái mối quan hệ của mình ở trong hoàng gia để mà điều hành những cái công ty lớn ở của đất nước, và rồi sau đó đã biển thủ 6.5 triệu euro và chuyển số tiền này ra các ngân hàng ở nước ngoài. Được biết là vụ kiện này bắt đầu từ năm 2010 và là một cái biểu tượng cho sự tham nhũng của hoàng gia Tây Ban Nha. Có 16 người khác nằm trong chính phủ cũng bị kết tội trong cái vụ này. Công chúa Cristina năm nay 51 tuổi, phần lớn rằng thời gian sinh sống ở Thụy Sĩ. Được biết là vào năm 2015, bà cùng với chồng đã bị quốc vương Philippe tước danh hiệu công tước và công nương của xứ Palma cũng bởi vì cái vụ bê bối này. Được biết là sáng ngày hôm nay thì công chúa Cristina cùng với chồng đã không xuất hiện trước tòa án để mà nghe án phạt, và người đại diện cho công chúa nói là bà sẽ kháng cáo, nhưng mà không biết là chồng của bà có kháng cáo hay không. Một trong những đề tài mà Tổng thống Donald Trump sẽ phải ra sắc lệnh và đương đầu đó là việc xây bức tường theo như lời cam kết của ông đưa ra lúc tranh cử và ngay sau khi mà nhậm chức. Cái việc hành động đầu tiên của ông đã từng đưa ra đó là kêu gọi quốc hội hãy chuẩn bị đưa ra các ngân sách, và ông kêu gọi đó là làm thế nào để áp lực phía Mỹ phải trả tiền để xây bức tường thành, vạn lý trường thành này. Ngày hôm nay thưa quý vị, bản tin của CNN Politics loan tải đó là bức tường đã bị nghĩa là xâm phạm 9.000 lần, và câu hỏi đặt ra là does it even work? Xây bức tường này có bảo đảm là sẽ ngăn cản những di dân bất hợp pháp từ Mỹ vào Mỹ hay không? Vào thời điểm này, ông Trump tiếp tục vận động để tìm kiếm ra thứ nhất là ngân sách, thứ hai là cái phương cách để xây bức tường thành cho hữu hiệu. Thế nhưng các câu hỏi đặt ra, ngay cả cơ quan trong nội các của ông Trump cũng đặt vấn đề, họ cũng không biết được là xây xong rồi bức tường có bảo đảm ngăn chặn được di dân bất hợp pháp hay không. Nhiều người nói là không. Lý do, hiện nay 654 dặm fence, thưa quý vị, cái hàng rào. Hàng rào thôi chứ không phải là wall. 654 dặm từ năm 2010 đến 2015 đã bị xâm phạm hơn 9.200 lần rồi. Xâm phạm như vậy đó thì không biết là có bao nhiêu, có thể là mỗi một lần bị xâm phạm là có, mình cứ cho một người bị vào nước Mỹ đi, thì ít nhất là cũng có 9.200 người di dân bất hợp pháp đã vào Mỹ được, cho dù cái hàng rào 654 dặm đã được đưa ra. Báo cáo này do cơ quan trách nhiệm chính phủ gọi tắt là GAO đưa ra. Thứ nhì là báo cáo được cơ quan US Customs and Border Protection, cơ quan bảo vệ đường biên giới Mỹ đưa ra. Chúng tôi trở lại ngay để gửi thêm quý vị các bản phân tích do các ký giả cũng như là báo cáo từ hai cơ quan này đưa ra để phân tích liệu xem việc mà xây dựng bức tường thành dài cả ngàn dặm đó được đề cử của ông Trump có thành hiện thực hay không, và nếu thành hiện thực thì thực sự có bảo đảm ngăn chặn được làn sóng di dân từ châu Mỹ Latin hoặc là từ Mỹ sang Mỹ hay không.
Mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly McCafe trong tay. McCafe của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.